Vâng, thực ra thì với cái sự chuẩn bị cho cái giải này thì đội em vẫn chưa được gọi như là có sự chuẩn bị tốt nhất. Tại vì đội của bọn em là tuyển chọn từ các vận động viên từ những nơi khác, tất cả mọi nơi đến, cho nên là hôm nay là buổi đầu tiên mà đội gần như là đầy đủ và đã ghép buổi thi đấu hôm nay cũng như là một buổi tập của đội em thôi, nhưng cũng không áp đặt nặng cái thành tích của thi đấu của đội. Với cái việc mà bận như thế thì cái của anh em và công việc hàng ngày của bạn và cũng như các cái anh em trong câu lạc bộ thì các anh em đã sắp xếp là những cái buổi tập như nào và các cái thời gian tập luyện để phối hợp được các bạn như nào trong giải đợt này? Vâng, thực ra thì trong giữa tuần ấy, thì bọn em cũng không có được cái buổi tập nào gọi như là gọi như là nhiều lắm. Tại vì là hôm người có mặt người không, với là cái lịch trình tập luyện của bọn em thì nó cũng không thể nào mà có thời gian để mà tập luyện cùng mọi người được. Chỉ là khi bọn em thi đấu thì bọn em mới được thi đấu cùng với nhau thôi. Cho nên là nó cũng không, trong cái thi đấu thì cũng không hiểu nhau lắm, là cũng vì là mình không được tập luyện với nhau. Bạn đã từng tham gia các cái giải không chuyên nào và bạn có đánh giá gì về cái giải bóng chuyền không chuyên các câu lạc bộ Hà Nội Cúp TNT năm 2020 năm nay? Vâng, thực ra thì em cũng chưa tham dự một cái giải nào mà quy mô lớn như thế này. Em chỉ tham dự những cái hội làng nhỏ thôi. Cho nên là em đánh giá cái giải này thực ra là một cái giải rất là lớn so với bản thân em, với là những cái người mà không chơi bóng chuyền chuyên nghiệp. Và nó tạo cho mọi người một cái sự sự giao lưu học hỏi và sự cố gắng quyết tâm ở những cái giải đấu gọi là dành cho những vận động viên không chuyên. Vâng, cảm ơn bạn. Chúc bạn và đội bạn thành công ở giải thi đấu lần này. Xin cảm ơn.